nhà sách vắng lặng này, không có ai hết nha. Rất là ít người đi nhà sách, đa số là mọi người đi siêu thị mua sắm hết rồi nhá. Nhà sách rất là vắng, hiện tại mình đang ở nhà sách cuối năm nha, mọi người đi siêu thị hết rồi. Cái kéo ấy con, nhà mọi người.